Hello, xin chào cả nhà. Clip này thì mình sẽ đáp ứng theo yêu cầu của một bạn nữ rất là xinh đẹp, có tên là Trần Kiều. Đó chính là thử đi khám phá siêu thị ở Nhật xem có gì đặc biệt. Và cũng nhân tiện ở nhà đang hết gạo thịt, đâm ra là anh em mình sẽ đi chợ vào ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu cuộc hành trình nào. Ok. Đây là món sashimi nhé mọi người. Tại vì người Nhật họ rất thích ăn món này cho nên ở siêu thị nào cũng có rất là nhiều. Đây chúng ta có thể thoải mái mua sắm mà không cần phải lo lắng gì về vấn đề mua phải hàng giả hay là hàng kém chất lượng. Tại vì ở đây thì chất lượng họ luôn đặt lên hàng đầu. Còn về giá cả thì có một số bạn cũng thắc mắc là không biết giá ở bên này có cao hay không. Thì theo mình nếu như mà so với bên Việt Nam thì sẽ rất là cao, nhưng mà đối với người Nhật mức thu nhập của họ cao cho nên là giá đối với họ cũng rất là bình thường, rất là rẻ. Thank you.
lên tầng 2 xem vào nó có những cái gì. Vâng, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi clip này của mình. Nếu mà mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ cho kênh của mình bằng cách nhấn nút like, chia sẻ và đừng quên đăng ký để theo dõi những video tiếp theo nhé. Bye bye.